là một đất nước mà đa phần diện tích là núi non và sa mạc, nằm ở phía dưới cùng của bán đảo Ả Rập. Yemen nghèo tài nguyên thiên nhiên nhưng rất phong phú về văn hóa, lịch sử và phong cảnh thiên nhiên. Cũng là một đất nước Hồi giáo, nhưng do có truyền thống độc lập, xã hội Yemen khác hẳn các nước láng giềng. Yemen chia ra làm 3 vùng khác nhau, vùng đồng bằng duyên hải, vùng núi và sa mạc. Đại đa số dân Yemen là người Ả Rập và theo Hồi giáo. Phía Tây là đồng bằng duyên hải, khí hậu nóng bức nên da người dân ở đây sậm hơn và nhà ở lợp mái rơm. Phía sau đồng bằng này là các dãy núi cao và cao nguyên, vùng độc chiếm của những bộ lạc Yemen. Các bộ lạc này kéo dài đến biên giới với Ả Rập Saudi phía Bắc và vịnh Aden phía Nam. Thủ đô Sana'a nằm trong một đồng bằng nhỏ xíu nằm dưới những dãy núi này, nằm ở độ cao hơn 2.300m so với mực nước biển. Sana'a là thành phố lớn nhất của quốc gia Tây Á, Yemen. Trung tâm vùng Sana'a đồng thời là một trong những thành phố có dân cư trú liên tục cổ nhất thế giới. Cũng giống như các quốc gia Hồi giáo khác, Yemen là đất nước của đàn ông. Phụ nữ ở đây gần như chỉ dành thời gian cho nhau, cho nên cuối cùng họ chỉ nói một phương ngữ mà người ngoài rất khó hiểu. Họ chỉ để cho những người đàn ông thân cận thấy được gương mặt của mình, không đi làm, không lái xe. Đại đa số phụ nữ ở đây mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ để hở một khe nhỏ cho thấy đôi mắt đen tuyền của họ. Nhưng các bạn biết không, đây chưa phải là tất cả những gì kỳ lạ mà Yemen có đâu. Ở đây còn có những lễ hội độc lạ, những luật lệ khó hiểu, những công trình cổ vĩ mô, vân vân và mây mây những thứ lạ lùng mà không có bất cứ nơi nào khác có được. Vậy ở đây còn gì thú vị nào? Hãy cùng Vũ Trụ Huyền Bí khám phá trong video 7 điều kỳ lạ và quái đản chỉ có ở Yemen, quốc gia được mệnh danh nghèo nhất châu Á này nhé. Vùng đất của những thảm kịch xót xa. Vùng lãnh thổ nằm bên trong khu vực biên giới của Yemen là một trong những cái nôi của nền văn minh lâu đời nhất ở Trung Đông, với tên gọi cổ xưa là Arabia Felix, có nghĩa là hạnh phúc hoặc là may mắn. Đất đai của Yemen cũng màu mỡ và trù phú hơn những khu vực khác trên bán đảo Ả Rập do lượng mưa hàng năm nhiều hơn. Nhưng do nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, bao gồm trữ lượng dầu mỏ, Yemen hiện nay là một quốc gia nghèo khó với dân số khoảng 26 triệu người. Song quốc gia này vẫn nắm giữ một vị trí chiến lược ở khu vực cực Tây Nam Ả Rập. Theo đó, Yemen nằm dọc theo tuyến đường biển lớn nối châu Âu với châu Á, cũng như nằm gần một số tuyến đường thủy thương mại hoạt động sầm uất nhất trên Biển Đỏ. Mỗi ngày có tới hàng triệu thùng dầu được chuyên chở qua các tuyến đường này trên hành trình tới Địa Trung Hải thông qua kênh đảo Suez, cũng như từ các nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Saudi tới thị trường châu Á. Cảng Aden của Yemen được đánh giá là một trong những khu cảng hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới trong thế kỷ 20. Quốc gia trẻ Yemen là vùng đất có lịch sử hình thành cách đây hàng nghìn năm. Tuy nhiên, đất nước Yemen hiện đại vẫn chỉ là một quốc gia trẻ bởi các đường biên giới của nước này mới chỉ được phân định vào năm 1990 sau khi miền Bắc và Nam Yemen thống nhất. Trước đó, người dân ở hai miền đất này liên tiếp giao tranh với nhau. Bắc Yemen đã thành lập nhà nước Cộng hòa vào năm 1970 sau nhiều năm bùng nổ cuộc nội chiến giữa những người theo chế độ quân chủ và Cộng hòa. Cuộc chiến này ban đầu nhận được sự hỗ trợ từ Saudi Ả Rập và sau đó là Ai Cập. Ngay cả cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cũng đã giành quyền lãnh đạo thông qua hành động quân sự và nắm quyền trong hàng thập niên. Nam Yemen bắt tay với Tổng thống Saleh ở Bắc Yemen vào năm 1990, nhưng họ nhanh chóng quay lại vòng xoáy bất đồng và tiếp tục một cuộc nội chiến mới, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Kết quả, ông Saleh đã giành chiến thắng. Ngoài những thành phố rộng lớn, Yemen còn có hàng loạt bộ lạc đang tồn tại dưới dạng tự trị. Nhiều người cho rằng số lượng vũ khí ở Yemen hiện còn nhiều hơn cả dân số nước này. Chính vì phần lớn người dân Yemen đều có vũ khí, nên các tay súng trong bộ lạc vẫn thường xuyên chiến đấu chống lại lực lượng quân đội quốc gia. Thậm chí, các bộ lạc còn thực thi luật lệ của riêng mình thay vì hiến pháp quốc gia. Đây chính là lý do giúp lực lượng nổi dậy Houthi nhanh chóng phát triển thành lực lượng phiến quân hùng mạnh nhất tại Yemen. Đại đa số người dân Yemen theo đạo Hồi, nhưng họ lại bị chia cắt vì đi theo dòng Sunni và dòng Zaydi Shia. Những mâu thuẫn giữa người Sunni và Shia đều xuất phát từ cuộc xung đột tôn giáo suốt một thời gian dài liên quan người kế vị, nhà tiên tri Mohammed. Trong khi người Shia cho rằng chỉ có họ hàng của nhà tiên tri mới xứng đáng là người kế nhiệm, người Sunni lại muốn đưa một người bạn thân kiêm cố vấn của nhà tiên tri Mohammed là ông Abu Bakr lên ngôi vua Hồi. Nhóm phiến quân Houthi đại diện cho người Zaydi theo dòng Hồi giáo Shiite ở cực Bắc Yemen.
nằm ngay cạnh biên giới Ả Rập. Tên gọi của tổ chức này được lấy theo tên của dòng họ đứng đầu bộ lạc, thủ lĩnh tôn giáo của người Zaidi và từng là một thành viên trong Quốc hội Yemen. Ông Hussein Badreddin al-Houthi đã bị chính phủ Yemen cáo buộc chỉ huy cuộc nổi dậy của phiến quân Houthi khi tổ chức các cuộc biểu tình bạo lực chống lại người Israel và người Mỹ vào năm 2014. Sau khi phát lệnh truy nã al-Houthi, chính quyền Yemen đã ra lệnh bắt giữ hàng trăm người và tiêu diệt được vị thủ lĩnh này. Thậm chí, hàng chục người ủng hộ ông al-Houthi cũng đã bị giết. Kể từ đó, lực lượng phiến quân Houthi đã chủ động tấn công quân đội chính phủ Yemen, đồng thời đòi mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và cáo buộc chính phủ liên minh với phái bảo thủ cực đoan Wahhabi ở Saudi Ả Rập, trong khi phớt lờ sự phát triển của quốc gia và những yêu cầu thiết yếu từ các bộ lạc người Zaidi. Tổng thống Yemen đương nhiệm Abed Rabbo Mansour Hadi cho rằng phiến quân Houthi đã nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây lại cáo buộc Iran mới chính là nguồn hỗ trợ tài chính lớn cho Houthi để giành quyền kiểm soát khu vực bờ biển đỏ trên lãnh hải Yemen. Song, chính lực lượng Houthi đã phủ nhận những lời cáo buộc trên. Chưa dừng lại ở đó, trẻ em Yemen đang trở thành nạn nhân hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ nạn đói và cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Chúng bị suy dinh dưỡng nặng, nguy cơ tử vong cao do dịch bệnh hay thậm chí là còn cả thiệt mạng do bom đạn nữa. Một thực trạng thực đáng báo động các bạn ạ. Đàn ông Yemen nghiện lá khát. Bạn có biết lá khát là gì không? Nói cho bạn nào chưa biết thì đây chính là một loại lá gây trầm cảm và tâm thần phân liệt nếu bị lạm dụng đấy nhỉ. Nhưng lạ thay, người dân ở Yemen, đặc biệt là đàn ông, cứ khoảng 14 giờ hàng ngày lại dừng tất cả mọi công việc lại để nhai lá khát các bạn ạ. Không rõ nguyên nhân cụ thể bắt nguồn từ đâu, nhưng theo mình có tìm hiểu thì được biết lá khát là loài thực vật được trồng ở khắp nơi tại Yemen, từ thung lũng tới triền núi cao. Người Yemen thường nhai lá khát tươi để cảm thấy hưng phấn nhẹ nhàng. Trạng thái này là tác động của một chất gần giống với amphetamine có trong cây khát và tạo cảm giác tỉnh táo như thể bạn uống hàng chục ly cà phê mạnh vậy đấy. Tuy nhiên, do thành phần độc hại, lá khát bị cấm tại nhiều quốc gia trên thế giới và chỉ được sử dụng rộng rãi tại Yemen, Somalia, Ethiopia, Djibouti. Người Yemen nhai lá khát mọi lúc mọi nơi, dù đang đi bộ, ngồi chơi, tán gẫu, lái xe hay làm việc. Theo truyền thống, đàn ông nước này thường đeo dao Zambia hàng ngày trên đai lưng to bản. Hay đến giờ nhai lá khát, một túi lá to sẽ được treo ngay lên cán dao để họ tiện tay lấy. Họ sẽ nhai liên tục từ 14 giờ đến 18 giờ. Thậm chí, có những người họ còn nhai liên tục như thế cho đến tối mịt mới nhả bã. Sau đó, họ uống một tách trà đen, ngồi nghỉ trong mubray và tán gẫu đến khi ăn tối hoặc đi ngủ nữa cơ. Người nhai lá khát thường cảm thấy hưng phấn, vài người sẽ quá khích và nói nhanh như máy. Nhưng trái lại với đó, nhiều người sẽ thường chỉ ngồi yên lặng, nhìn chăm chăm vào tường và lo chuyện riêng của mình. Phía sau những xúc cảm phấn khích ấy là huyết áp và nhịp tim tăng vọt. Bạn sẽ mất vị giác và có thể bị táo bón. Về lâu dài, lá khát có thể gây ung thư vòm họng, trầm cảm và tâm thần phân liệt, vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe. Đấy, tưởng hay, tưởng vui mồm, đâu ai ngờ được nó lại đáng sợ đến thế. Cơ mà đến giờ thì mình vẫn không thể hiểu tại sao họ biết nó hại như thế mà họ vẫn nhai mỗi ngày. Bạn nào biết lý do chỉ mình với, chứ mình thì mình chịu thua luôn rồi đấy. Giếng địa ngục bí ẩn, nhà tù dành cho ma quỷ. Nằm tại sa mạc, cách thủ đô Sanaa của Yemen 1.300 km, hố sụt có tên gọi là giếng Bahor hay giếng địa ngục đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người ưa khám phá trong một thời gian dài. Theo các tài liệu, miệng hố rộng 30m, sâu chừng 100-250m. Truyền thuyết địa phương nói rằng giếng được tạo ra như một nhà tù dành cho ma quỷ. Điều này càng trở nên có cơ sở khi người ta luôn thấy mùi hôi thối bốc ra từ miệng hố, bất kể ngày hay đêm. Những người dân địa phương mê tín hơn, thậm chí không chỉ tránh đến gần nó mà còn tránh nói về nó vì sợ gặp điều không may mắn. Các quan chức Yemen thì nói rằng họ không hề biết thứ gì nằm ở dưới miệng hố. Họ ước tính hố đã tồn tại hàng triệu năm và cho biết chưa từng có ai xuống được đến đáy. Bên cạnh đó, tới nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự hình thành của giếng địa ngục. Nhưng mới đây, một nhóm thám hiểm hang động tới Oman gồm các chuyên gia và các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên
vén màn bí ẩn của giếng địa ngục và House. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Khi các nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ thần thánh hay là cửa vào địa ngục nào dưới đáy hố. Tuy nhiên, họ đã tìm thấy thác nước, măng đá và ngọc trai trong hang động. Ngoài ra, còn có rắn, ếch, bọ cánh cứng và một số xác động vật chết bị rơi xuống từ miệng hố. Đây có lẽ là sự giải thích cho mùi hôi thối mà người ta ngửi thấy khi đứng bên trên mặt đất. Chứ hoàn toàn không phải do quỷ dữ như một số người bản địa đồn thổi. Đặc biệt, khi nhóm nghiên cứu đặt chân xuống đáy hố, họ còn chạm phải một tầng địa chất khá lởm chởm được bao phủ bởi măng đá. Một số trong số đó cao tới 9 mét, một phần đáy của hang cũng được bao phủ bởi ngọc trai hang động, gọi là speleothem. Được biết, sự hình thành địa chất này là do các mỏ khoáng chất tích tụ theo thời gian trong các hang động tự nhiên. Chúng hình thành phổ biến nhất trong các hang đá vôi do phản ứng hòa tan carbon nát. Ngoài ra, bên trong hố sụt, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy nước xuất hiện từ một số lỗ trên vách hang ở độ sâu khoảng 65 mét dưới bề mặt, tạo thành những thác nước nhỏ. Họ cho rằng chính lượng nước này đã góp phần hình thành thạch nhũ, măng đá và ngọc trai trong hang động. Được biết, có giả thuyết trước đó cho rằng hố sâu có thể do một ụ đất đóng băng bị sụt xuống bên dưới, có tên khoa học là Pinco, hay hiện tượng hố sụt do sự xói mòn của đá vôi. Nhưng các nhà nghiên cứu khác thì tin rằng giếng khổng lồ có thể là một siêu núi lửa đã tạm tắt sẽ phun trào vào một thời điểm nào đó. Nếu giả thuyết này đúng là thật, thì nơi này thật sự rất đáng sợ và nguy hiểm. Bởi cứ nhìn lại thảm họa núi lửa Vesuvius năm 79 thì biết, nó thật khủng khiếp và rùng mình, đúng không nào? Ngôi làng kỳ dị xây trên khối đá cao 150 mét. Nếu bạn thích những ngôi làng kỳ dị, thích cảm giác như được đến một thế giới khác, thì ngôi làng Hay Al-Jazil ở Yemen này chính là nơi tuyệt vời dành cho bạn. Nằm ở Yemen, ngôi làng Hay Al-Jazil cư ngụ trên một khối đá cao hơn 150 mét so với thung lũng Wadi Hadramaut. Ở đây có những ngôi nhà xây từ gạch bùn cùng màu với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Gạch khô có thể chịu được ánh nắng mặt trời trong gần 250 năm mà không bao giờ bị vỡ vụn hoặc là hư hỏng. Lý do cho điều này là bởi gỗ quá khan hiếm ở vùng này nên gạch được làm từ đất sét khô và sau đó trộn với dâm ngô, đúc thành các viên gạch như vậy. Sau nhiều giờ, những viên gạch đủ cứng để xây nhà và các công trình khác. Ngoài ra, ở Yemen, vấn đề thiếu nước đang rất nghiêm trọng và đó là thực tế mà người dân phải đối phó hàng ngày. Do đó, việc xây dựng những ngôi nhà trên cao, sử dụng vật liệu thô như thế, cho phép người dân dự trữ nước mưa để sử dụng. Cảnh quan xung quanh những khu vực này thường là các sa mạc rộng lớn và điều này có nghĩa là nguồn tài nguyên bị hạn chế. Do đó, việc xây nhà đòi hỏi một chút sáng tạo. Mỗi ngôi nhà trong làng bao gồm gạch bùn với sàn gỗ tách biệt tầng này với tầng khác. Còn các tòa nhà làm từ đất thường gắn liền với những túp lều bằng bùn thô sơ. Đến nay, làng Hay Al-Jazil chỉ còn khoảng 17 người sinh sống. Khu vực này không có sông hoặc hồ, chỉ có những con kênh được gọi là wadis chứa đầy nước vào những thời điểm nhất định trong năm, như mùa hè thôi các bạn ạ. Nhưng nếu bạn là người yêu khám phá và thích tìm tòi những điều mới lạ, thì như mình đã nói, làng Hay Al-Jazil là một nơi quá là hợp lý đấy. Sega, thảm họa hôn nhân trao đổi. Tôi cưới chị, em anh và anh cưới chị em tôi. Không cần bàn đến cuộc hồi môn. Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ thì cuộc hôn nhân còn lại cũng không thể tồn tại. Đó là những gì người ta nói khi nhắc đến hôn nhân trao đổi, Sega. Sega là một tập tục diễn ra khá phổ biến ở những khu vực nghèo khó ở Yemen. Bên cạnh việc kết nối giữa hai con người, tập tục này còn kết nối tương lai của cả hai gia đình theo một phương thức dàn xếp mang tính thảm họa. Tại một đất nước nơi tảo hôn vẫn là truyền thống, hôn nhân trao đổi cũng bám rễ sâu trong xã hội, đặc biệt là ở vùng nông thôn, bất chấp hậu quả tàn khốc mà nó mang lại. Các học giả Hồi giáo lâu nay tuyên bố rằng hôn nhân Sega không thuộc về đạo Hồi, nhưng nhiều người trong xã hội nặng tính bảo thủ của Yemen tin rằng nó giúp củng cố mối quan hệ gia đình và giúp giữ cuộc cải thừa kế trong gia đình. Bởi phần lớn các cuộc hôn nhân kiểu này thường diễn ra giữa các họ hàng. Một câu chuyện cho ví dụ đau buồn ấy là câu chuyện của ông Ahmed Abdullah, 70 tuổi. Ông coi hôn nhân trao đổi là điều đáng tiếc và đau đớn kể lại câu chuyện con trai ông đã không thể giữ được người vợ yêu quý khi chị gái ly dị. Ông kể lại, ông đã đồng ý với người bạn thân của mình về việc sắp đặt hôn nhân cho các con. Sau 2 năm, con gái ông và chồng không thể tiếp tục chung sống. Khi cô con gái của ông trở về ngôi nhà của bố mẹ đẻ, cũng chính là lúc vợ con trai ông trở về nhà họ. Nhưng vấn đề ở đây là con trai ông vẫn rất yêu vợ
và không có bất cứ một khúc mắc nào giữa hai người. Thậm chí, khi đó con trai ông đã bị tâm thần do những áp lực từ việc bị bắt phải ly dị vợ. Được biết, một trong những lý do dẫn đến tình trạng hôn nhân trao đổi diễn ra phổ biến ở khu vực nông thôn là do người phụ nữ không có cơ hội học hành và không thể từ bỏ tư tưởng đàn ông làm chủ gia đình. Phần lớn những phụ nữ ở Yemen luôn phải tuân theo lệnh của gia đình vì không muốn đối đầu với cả dòng họ, với lối suy nghĩ sẵn sàng hy sinh cuộc sống của người phụ nữ để bảo vệ danh dự gia đình. Lễ cưới 2.000 chú rể nhưng không có cô dâu. Đám cưới không có cô dâu sẽ là một điều được cho là kỳ lạ và quái đản ở một số nơi, chẳng hạn như Việt Nam chúng ta, nhưng sẽ không có gì là kỳ lạ nếu bạn dự một lễ cưới ở Yemen, nhưng chỉ thấy chú rể mà không hề thấy cô dâu. Những hình ảnh thú vị trong video này cho thấy các chú rể người Yemen ăn vận trang phục truyền thống, mang gươm, cùng nhau xuất hiện tại một lễ cưới tập thể. Tuy lễ cưới có tới 2.000 chú rể, nhưng không có lấy một cô dâu. Lý do là bởi những phong tục đạo Hồi truyền thống khắt khe vẫn được duy trì triệt để ở đất nước này. Họ không cho phép phụ nữ được xuất hiện ở nơi đông người, đặc biệt là có đông nam giới. Đối với lễ cưới ở đây, nam giới và phụ nữ có những cuộc ăn mừng riêng. Lễ cưới chính thức diễn ra với sự hiện diện của chú rể. Cuộc ăn mừng bên phía cô dâu và các họ hàng, bạn bè, nữ diễn ra kín đáo và không mang tính chính thống. Cặp đôi cô dâu chú rể sẽ gặp nhau vào buổi tối hôm lễ cưới diễn ra. Đối với nhiều cặp đôi, đây là lần đầu tiên họ được nhìn mặt nhau bởi nhiều cuộc hôn nhân ở Yemen vẫn là do sự sắp đặt, mai mối của cha mẹ. Được biết, lễ cưới tập thể này được cựu vương Ả Rập, ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đầu tư gần 170 tỷ đồng. Sự kiện này được hy vọng sẽ giúp Yemen lập lại kỷ lục Guinness Thế giới. Theo thông tin từ ban tổ chức, đại diện của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã đến Yemen để chứng kiến sự kiện, đồng thời ghi lại các thông tin chính xác về lễ cưới. Nếu sự kiện này đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết, nó sẽ trở thành lễ cưới tập thể lớn nhất thế giới. Những chú rể tham gia vào sự kiện này là những người đàn ông mồ côi cha mẹ, không có gia đình. Nói cách khác, bản thân họ sẽ không thể tự tổ chức một lễ cưới với đầy đủ những lễ nghi tốn kém. Bởi lễ cưới ở Yemen đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Gia đình nhà trai sẽ phải gửi lễ vật đắt tiền sang nhà gái mới có thể xin dâu. Và thường một người đàn ông trẻ chưa có nhiều tích lũy sẽ không thể đủ khả năng tự chi trả hết số tiền cưới hỏi. Vì vậy, cha mẹ cũng sẽ giúp đỡ ít nhiều. Số tiền và lễ vật đem sang nhà gái thường vào khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chú rể còn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi tiền tổ chức lễ cưới. Lý do khiến cựu vương sử dụng số tiền lớn này để tổ chức lễ cưới cho những người đàn ông mồ côi cha mẹ là bởi theo ông, họ là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất, cần nhiều sự hỗ trợ nhất khi tổ chức một lễ cưới. Đặc biệt, trong tình hình kinh tế hiện nay, lễ cưới càng trở thành gánh nặng cho những chàng trai Yemen. Mức sống và khả năng kinh tế của đa số người dân Yemen không cao. Vì vậy, lễ cưới tuy là chuyện đại hỷ nhưng cũng là nỗi lo lớn đối với các gia đình nghèo. Nhưng nói gì thì nói, đám cưới mà không có cô dâu thì mình thấy cứ bị sao á. Không biết bạn nghĩ gì về điều này thì hãy comment suy nghĩ của bạn xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cô bé 12 tuổi khóc ra đá. Lễ cưới 2.000 chú rể không có cô dâu, mình cứ nghĩ là đã kỳ lạ và bí ẩn lắm rồi, định tạm dừng luôn video ấy. Thế cơ mà lượn quanh một hồi đất nước Yemen lại vấp phải câu chuyện kỳ lạ của cô bé 12 tuổi này nữa đây. Đành phải xin thêm vài phút để chia sẻ cho các bạn luôn cho nó nóng hổi mới được. Cô bé này là Sadia Saleh, 12 tuổi, sống ở một ngôi làng nhỏ tại Yemen. Thay vì khóc ra nước mắt, thì bé gái này lại khóc ra những viên đá. Thế mình ghê các bạn ạ. Nói đến đây có thể bạn sẽ nghĩ rằng cô bé đang mắc một căn bệnh lạ nào đấy đúng không? Nhưng không đâu, cô hoàn toàn bình thường, không mắc căn bệnh nguy hiểm nào. Thế mới chốt chứ lị. Đặc biệt, trong đoạn video được chia sẻ lên trang YouTube bởi kênh truyền hình vệ tinh Azan của Yemen cho thấy, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã thu được rất nhiều viên đá nhỏ hình thành từ đôi mắt của Sadia. Phát biểu trên kênh truyền hình Azan ở Tây Yemen, người dẫn chương trình nói, đây là hiện tượng kỳ lạ thứ hai xảy ra trên địa bàn khu vực. Trường hợp này đã gây nên sự hoang mang đối với những người dân tại nơi mà bé đang sống. Không ít người cho rằng bé gái đã bị trúng một loại bùa ma thuật hoặc là do ma quỷ nhập. Một số khác thì e sợ hiện tượng kỳ lạ này sẽ bùng phát thành một loại dịch bệnh nguy hiểm. Còn về phía y khoa và các bác sĩ thì vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Thậm chí, họ còn tỏ ra cực kỳ là bối rối và khó hiểu về hiện tượng này nữa cơ. Hey, thật đúng là thế giới bí ẩn, chuyện lạ lùng gì cũng có thể xảy ra được, phải không các bạn?
Và như vậy thì hành trình khám phá những điều bí ẩn ở Yemen của vũ trụ huyền bí đến đây cũng hết rồi. Bạn ấn tượng với điều gì ở đây? Hãy để lại suy nghĩ của bạn bên dưới bình luận. Và đừng quên dành tặng vũ trụ huyền bí một like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!